Số đỏ, chương 2. Quan phủ và thái tuế. Than ôi, dân ta văn minh, hại chưa? Cẩm và cẩm, cẩm phạt. Sau khi đi qua một cái sân vắng ngắt, người lính cảnh sát dẫn Xuân tóc đỏ và ông lão thầy số đến một cái buồng nhỏ, vặn một vòng khóa rồi mỉa mai ngọt ngào bảo: Mời hai ngài vào. Trong phòng giam lúc ấy có một lão ăn mày và vợ con hắn, một thằng ma cà bông và một người đàn bà bán hàng rong có một gánh bún chả ế. Người này ngồi dựa tường, hai tay bó gối giữa hai thúng quà, vẻ mặt đa tư lự, trong khi thằng ma cà bông nằm dài dưới gạch ngáy như kéo gỗ, và ba người của cái gia đình hành khất thì bắt cháy bắt rặt cho nhau một cách nên thơ. Cánh cửa bị đẩy đánh sập một cái, tiếng ổ khóa bị xoay lách tách, tiếng giày viên đội xếp mỗi lúc một xa. Một ngọn đèn điện đỏ vì yếu chiếu một thứ sáng tối tăm cho gian phòng. Lão thầy số để cháp chiếu ô xuống đất rồi ngồi lên cháp để thở hổn hển. Xuân tóc đỏ thì còn đứng, hai tay gãi sườn nhìn mọi người một cách trịnh thượng, nhìn phòng giam một cách thản nhiên. Nó bĩu môi nói: Nước mẹ gì, bóp với chả bóp, phòng giam thì bằng cái lỗ mũi, rõ chả biết xấu. Lão thầy số dương to hai con mắt: Có xấu cái đếch ông đây này. Xuân tóc đỏ phân vua ngay với mọi người: Ê ê, rõ thối chửa, người ta bảo mình đâu mà nào, người ta bảo nhà nước chứ. Nó nói vậy là có ý khinh bỉ cái nhà giam. Tì cảnh sát này là một tí xếp thuộc bộ thứ 18 của thành phố, mà nhà nước mới đặt thêm ra ít lâu nay thôi. Tất cả nhân viên trong sở cộng chỉ có 7 người: một ông cầm tay, một ông thông ngôn ta, một ông quản cảnh sát và 4 người lính. Khu vực mà sở cộng có nhiệm vụ trông coi gồm có 16 phố, toàn là phố Tây, có phố dài hàng 5 cây số, phố nào cũng có vẻ thái bình. Thành thử mỗi khi bắt phạt được một đám thì nhân viên sở cẩm sướng như trúng số độc đắc. 4 thầy lính cảnh sát phải thay nhau đạp xe khắp cả 16 phố như thế, mới trong nửa năm đã trở nên 4 tay cua rơ đại tài. Có thầy đã giật giải Hà Nội Hải Phòng, có thầy được giải 3 giải 4 trong những cuộc đua Hà Nội Sơn Tây, Hà Nội Bắc Ninh, vòng quanh Hà Nội, vân vân. Trong 16 phố ấy, chẳng may có khi xảy ra một sự gì phạm vào trật tự thì phần nhiều lại không thấy bóng phía các thầy cảnh sát đâu cả. Hàng rong, bồi, bếp, phụ xe, ăn mày, những người ấy chỉ sau khi thầy cảnh sát đã cắm đầu xe đạp khỏi phố thì mới đái đường, thì mới đánh nhau, chửi nhau. Vì lẽ tất cả có 4 thầy lính thôi, nên lúc nào ở sở cẩm cũng phải có 2 thầy, chỉ có 2 thầy đi tuần ở ngoài đường, 16 phố cho 2 người. Việc tuần phòng thành ra gần như là việc tập đua xe đạp. Năm ấy, vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách hao hụt, Đông Dương Đại hội Kinh tế và Tài chính chuẩn y bản dự luật buộc Sở Cảnh sát phạt dân thành phố 4 vạn đồng. Sở Cảnh sát Trung ương chia cho ty cảnh sát chi nhánh này phải phạt dân là 5.000, nghĩa là 1/8 số tiền tổng cộng vậy. Ông Cẩm đã vò bù cả đầu, đã rất xoăn cả râu. An Nam hay bị cẩm phạt phần nhiều chỉ là một ít bồi, bếp, phu xe, hàng trong, còn thì toàn người Pháp cả, làm thế nào phạt cho đủ 5.000 bạc. Ông Cẩm sau cùng gọi nhân viên trong sở họp một phiên bí mật. Sau cuộc hội họp, ai nấy rất kính phục cái phương kế nhiệm màu. Người ta bắt đầu cho gia đình dọn cả về khu 16 phố ấy. Thế rồi thì, trước nhất,
chính ông cặp tay bị phạt về tội để cho sống ra đường, hay là vì bà cậu quên không bảo bồi quét nhà cho đúng phép vệ sinh, lần lượt đến nhà ông thông ngôn, ông quản, bốn thầy lính, người lon ton, người thu lục lộ, trông coi cái vườn hoa của Sở Cẩm. Nào là tội đái đường, tội cãi nhau, tội đi xe đạp không đèn, tội để nhà cửa mất vệ sinh. Thành thử nhân viên Sở Cẩm cứ phạt lẫn nhau, văng tê đi thôi. Phạt nhau hình như có thâm thù với nhau vậy. Bữa ấy, ông cặp tay đang ngồi đánh máy chữ về một tờ biên bản quan trọng, thì có một thay lính cảnh sát hấp tấp chạy vào báo một vụ trộm ở nhà người Tây. Vụ trộm xảy ra từ đêm trước, xong đến lúc ấy, sự chủ mới biết. Ông cặp tay chán nản, nói bằng tiếng Pháp rằng: "Trộm thì lại phải giao ra tòa, còn phạt gì nữa?" Rồi ông quay lại bảo viên quản thay quyền ông trong lúc ông đi ra với người thông ngôn. Ngồi lại một mình ở phòng giấy, viên quản ngáp như một nhà buôn gặp hồi kinh tế khủng hoảng. Một người lính đi qua, ông gọi lại chán nản mà rằng: "Này, thầy Minder, thầy có buồn không?" Thầy này gật gù như một nhà nho say rượu chán đời: "Buồn lắm ạ, buồn lắm. Chỉ muốn chết quách." Ông quản than thở một cách rền rĩ: "Chúng ta bị phạt nhiều quá." Thầy Minder nhắc lại âu sầu: "Thật vậy, chúng ta bị phạt nhiều quá. Cái sổ dự toán của công quỹ cần tiền, mà 16 phố của ta cần nhiều dân ăn nam ta. Thầy có tiếng cái thời buổi ngày xưa cách đây 10 năm không?" "Tiếc lắm, 10 năm trước đây dân ta còn ngu, ngày này dân ta văn minh mất rồi, rõ thảm hại. Thầy phải biết là xưa kia xã hội tinh những du côn và đặc nô, tinh những người bất lịch sự, chỗ nào cũng phóng huế, cũng đánh nhau chửi nhau. Hồi ấy có khi 4 người ngồi cùng xe, họ chửi nhau hàng nửa giờ, đánh nhau vỡ đầu, nhà cửa của họ thì rác rưởi, nước cống nước rãnh tung tóe ngập lụt, chó của họ cũng chạy ngoài đường nhông nhông, xe đi đèn hay không đèn là nhan nhản. Bây giờ mọi sự đã thay đổi cả, cái thời tốt đẹp của các cụ nhà ta không còn nữa, thật là tai hại, tha nôi. Cụ tính bây giờ đến cả thằng phụ xe cũng biết luật, chả bao giờ chúng quên đèn, chả mấy khi chúng đứng giữa đường nghênh ngang, chả còn mấy đứa réo năm đời mười đời nhau ra như ngày xưa nữa. Bao nhiêu nền nếp của xã hội thế này là hết nhẵn nhụi, ngay cả đến trẻ con chúng nó cũng không bậy bạ như xưa, đứa nào cũng quần áo bạch bao, đứng đắn lắm, văn minh lắm, trẻo me trẻo xấu, đá bóng giữa đường, những cái ấy là thôi cả. Xin ngay ra cái báo chí, thật là nhảm quá." "Chính vậy, dân chúng chỉ vì báo chí mà đâm ra văn minh, không còn cộng phạt nhiều như trước nữa. Té ra chúng ta lại thành ra cẩm phạt. Thế thì thật là sự trái ngược, không thể tha thứ được. Chúng ta là lính cảnh sát. Tôi là một viên quản nữa kia. Thưa thầy, Sabriti, thật thế, nếu thỉnh thoảng ta không dự vào một cuộc đua xe đạp, thì có thể nói là cuộc đời như thế này là từ từ hạ màn mất rồi. Mà báo chí thỉnh thoảng không đăng tên, đăng ảnh chúng ta lên trang nhất, thì thật là không thể nào tha thứ được cho báo chí. Thế nào, chủ nhật sau, thầy có dự cuộc đua Hà Nội Hà Đông không?" "Có chứ. Cụ tính mỗi ngày 4 lượt đạp 16 phố, mà cấm gặp sự gì đáng biên phạt. Để em mà nghĩ, chân, như thế quá tập trên vòng đua rồi còn gì. Chả dự cuộc cũng uổng. Nhưng mà, cụ quản ạ,
Nếu dân ta tiến bộ thì đó không phải là một lẽ để chúng ta cứ nhè người nhà của nhau mà biên phạt lẫn nhau. Cái khoản 5.000 đồng trong sổ dự toán là vô nghĩa lý. Tôi phản đối. Viên quản sợ hãi đứng lên xua tay. Chết chết, khéo không mà thầy lại bất tuân thực lệnh bây giờ. Thầy thử hỏi ngay bà đập vợ ông Cẩm xem. Bà vui vẻ kêu tháng trước bị ngót 20 bạc, không phàn nàn gì cả. Thầy lính vẫn hậm hực. Thôi, thế thì tôi chỉ còn cách ly dị vợ tôi mà thôi. Chết nỗi, tại sao thế? Tôi đã dặn nó thỉnh thoảng phải bảo trẻ nhỏ ra ném xấu ngoài phố, không thì để nhà cửa cho rõ bẩn thỉu, cống rãnh cho rõ ngập lụt, để thầy minh toa thỉnh thoảng biên phạt thì tôi mới có dịp phạt lại vợ thầy ấy. Thế mà nó cứ để con cái tôi ngoan như bụt, nhà cửa sạch như lau như chùi, còn khốn nạn, còn ác phụ. Trước một cảnh ngộ khó xử, viên quản không dám phê bình gì nữa. Muốn là chuyện, ông ta bảo người lính xuống nhà giam tạm, lôi bọn người bị bắt lên lấy cung. Thầy Minder mở cửa phòng giam giữa lúc Xuân tóc đỏ khẩu chiến với ông thầy số. Ừ, gai ngại lắm thì chết. Cho mà bị bắt, tôi chả cần. Vì số tôi tháng này, quan phủ thái tuế long đong, ngày ngày chờ đợi cửa công mỏi mòn, bị bắt thế này là nhẹ, rồi nó cũng qua đi mà thôi. Đây không cần, không phải nói phép chứ, từ thuở trời đã sinh ra làm người, đây bị bắt về bom ít ra cũng đã là mật thứ 15. Đánh người già cả là hành hung, rồi thì tu. Không nghe, Xuân tóc đỏ cứ nói liến thoáng. Mà trước kia bị bắt về bóp chính cơ, một sở cẩm to, oai, trồng trợt tóc gáy, có 7-8 ông cẩm trìa mép to tướng, ngực đặt những mề đay, ông nào cũng đeo súng lục, lại có hàng trăm đội xếp đùi cui sơn trắng, cầm những sinh to tướng mà nhà để vô. Thì cửa gióng sắt như chuồng hổ, tình những mũi với rẹp, giam được hàng vài trăm người, chứ bị bắt vào cái bóp nhỏ này, phòng giam như cái lỗ mũi, giam được có vài người thế này thì nước mẹ gì. Người tính quát, ra cả, ra cả, ra lấy cung mau, im mồm, cãi nhau mãi gì. Trừ thằng ma cà bông vẫn nằm ngáy o o như sấm, cả bọn đứng lên cả. Người lính phải lấy chân lay nó thì nó mới nói lạp nhạp. Im để người ta ngủ nào. Có dậy không? Ông lại xách cổ lên bây giờ. Thằng ma cà bông ngồi lên ngơ ngác. Dạ, đi ra. Nó đứng lên lầu nhầu. Đương ngủ ngoài đường thì bắt vào bóp. Đương ngủ ở bóp thì gọi dậy bảo đi ra. Đó lắm chuyện. Bọn người ấy ra khỏi phòng giam, qua sân bước vào phòng giấy. Viên quản thấy Xuân tóc đỏ ăn mặc hơn cả. Cái quần tây, đôi giày cao su, cái áo lót cụt tay, thì hỏi nó trước tiên. Anh này, tội gì? Ông thầy số nói ngay. Bẩm quan lớn, nó đánh con. Xuân tóc đỏ cãi. Không phải đánh, tôi chỉ định bóp cổ lão. Nó thụi con hai cái đau quá rồi mới bóp cổ. Nó chưa thụi, mà cũng chưa kịp bóp cổ thì lão đã kêu nhặng lên. Viên quản đập bàn. Im, im ngay. Để bạn trước hỏi đã, ai phải, ai trái, đầu đuôi ra sao? Anh này đánh người vì lẽ gì? Khai ra. Bấm lão ăn không ăn hỏng, đánh lừa của con một hào. Lão đoán số sai cả, ở tiền lại không trả. Con muốn đè lão để lấy tiền lại, chứ không có ý đánh. Có xem số không? Có nhận một hào không? Bẩm quan lớn, lá số con đã lấy rẻ, có một hào, đoán câu nào cũng trúng cả, mà nó còn muốn đòi tiền lại. Sai bét cả, bẩm quan lớn, lão kêu tương lai còn khá lắm, thế mà vừa đoán xong thì còn mất việc. Viên quản lừ mắt nhìn ông thầy số, đoán thế mà đòi lấy tiền. Bẩm,
Tương lai là mai sau, chứ có phải là ngay lúc ấy đâu. Còn nghiên cứu 10 năm lý số, đoán như thánh như thần, có khi nào lại sai, mà con được xem hầu quan lớn bữa nào. Đâu mà quan lớn đã của con đoán sai. Viên quản lừ mắt nhìn Xuân tóc đỏ. Người ta nói phải đấy chứ. Thầy số nói luôn. Như tướng quan lớn đủ biết, cùng quan lọc tốt, khét ra lửa, mì trường quá mục, nhiều anh em lại có thủy châu, hậu vận sẽ giàu lớn. Viên quản lườm Xuân tóc đỏ lần nữa. Người ta đón hay đấy chứ, ta lê, phạt anh. Anh can tội đánh người, mà lại người giả cả, phạt 1 đồng 8. Thà cho tặng ông thầy số này ra, còn người kia đưa thẻ xem. Ngoài đường có tiếng xe hơi đổ. Bà Phó Đoan bước vào, tủm tỉm chào hai người thay mặt nhà nước. Cả hai người này vồn vã như nhà buôn tiếp sổ. Là vì bà Phó Đoan hay để chó sọc ra đường nhiều, hay bị phạt nhất. Kể trong cả 16 phố, thành thử Sở Cẩm nhớ ơn bà chẳng kém một hiệp buôn ế ẩm đối với một bà khách quen. Viên quản hỏi, bà muốn gì? Chúng tôi sẵn lòng. À, tôi đến đây để nộp phạt cho một người nhà. Nó ở đây rồi, xin phụ tha cho. Viên quản xoa tay. Thầy lính Minder nói, vâng, bà nộp tiền ngay cho. Bao nhiêu thế ạ? 1 đồng 8. Thầy Minder vào hồi bàn giấy viết biên lai. Xuân tóc đỏ ngẩn người ra, không hiểu. Nó kính cẩn hỏi, bẩm bà lớn, sao bà lớn lại thương con như thế? À, rồi biết, cháu tôi cần dùng đến anh. Anh cứ về nhà rồi sẽ hiểu. Anh có việc làm rồi. Lão thầy số phân vua. Đấy nhé, bảo sai nữa đi. Xuân tóc đỏ quay lại. Đúng thật, cụ là thánh sống, còn xin lỗi cụ vậy. Bà Hoa Đoan hỏi, cái gì? Bẩm bà, thầy số hay lắm. Thế à? Thế thì cũng lên xe về xem cho tôi. Đi giấy biên lai đã xong, bà Phó Đoan trả tiền. Ông thầy quay vào phòng giam lấy khí cụ rồi ra. Theo Xuân và bà Phó Đoan lên xe, viên quản tiễn ra tận cổng nói, xin cảm tạ, lần sau xin quý khách chiếu cố. Nói xong, ông ta mới tưng hửng chợt nhớ ra đây là Sở Cẩm, chứ không phải là hiệu bánh tây của bà quản ở nhà